Được rồi, ok, vâng, xin chào tất cả những người anh em có mặt ở trên kênh của mình nhá. Thì mình là Nam đây, và hôm nay đến với clip này thì chúng ta sẽ làm một bài clip về Free Fire. Hôm nay sẽ lại xuống mưu nhá. Ok, tình hình không biết hôm qua anh em nghe chuyện của mình thế nào, nghe đã tai chưa hay là muốn nghe kể chuyện tiếp? Ok, và dù câu trả lời thế nào thì hôm nay cũng vẫn là Free Fire đã nhá. Ok, và hôm nay thì có lẽ là không biết clip sau thì nếu mà mình kể chuyện tiếp thì không biết anh em thích nghe mình kể chuyện gì. Đấy, bữa trước là mình kể về một ngày của mình ở một ngày đi học của mình nó diễn ra như nào vào cái một tháng đầu tiên. Thì mình dự kiến là sẽ kể về hai tháng sau, tức là hai tháng tiếp theo mình sang ở đây. Ôi rồi sao lại tự nhiên lại thoát. Đó, thì mình dự định là kể về như vậy, không biết là ý kiến anh em thế nào. Đấy là dự định của mình thôi. Và thanh niên này thì chắc là surprise lắm đây. Đang chạy tự nhiên gặp ngay bố Nam, bố đứng đây đang lắp đạn AK. Thanh niên nhận ra là mình tên Nam một phát là hoảng chạy luôn anh em ạ. Nam mà cầm AK thì anh em xác định rồi. Thấy Nam mà đang cầm AK không chạy nhanh là nát bét. Ok, không biết là thanh niên kia chạy đâu, chạy trốn kỹ thế. Đậu xanh, nó sau lưng mình kìa. Nó không biết là mình có chảo và mình không biết, nó không biết là mình biết bắn hết shot hay sao ấy nhỉ. Mà nó dám đùa mình. À đủ bạn nó ra kìa. Từ từ mình đứng im để ta hết shot, không ta xả linh tinh này. Ok xong. Rồi. Thôi thanh niên này quỳ rồi. Không ngờ là Nam lại có chảo anh em ạ. Thôi bây giờ cho một lỗ thông gió lên đầu ra đi vui vẻ nhá. Ok, tốt thôi. Hôm nay chơi nghịch shotgun đi. Nghịch shotgun một tí đã anh ạ. Đây còn bạn này không biết có thích lỗ thông gió trên đầu không nhỉ. Nhưng mà bạn thích hay không thì mình cũng cho thôi. Miễn phí cả mà. Thôi chú anh em bạn bè với nhau thì mình cho một lỗ thông gió nó có là cái gì đâu đúng không. Đây mình nghe tiếng bước chân. Đây một thanh niên dưới này. Không biết là đang có ý đồ gì ta. Ô nó chạy kìa. Nó nghĩ nó chạy được hay không đã mới là vấn đề chứ này. À đủ. Nó chạy được thật kìa. Đậu xanh. Từ từ. Thôi có lẽ là mình phải xuống mình lấy ô tô mình đuổi nó thôi anh ạ. Chứ ở trên này nó cũng trốn mình. Nó cũng trốn thôi. Không ăn thua. Nó không dám, không bao giờ nó dám chạy tiếp. Mình thề. Bây giờ mình xuống lấy ô tô phi ra là kiểu gì nó bắn ô tô mình mà nó sẽ nhận cái kết đắng thôi. Mình có shotgun mà. Mình sợ gì. Đây cả đạn súng trường luôn. Ok đi. Giờ ra xem bạn này bạn ý thích làm gì đây. Đây, ô tô xanh lá cây đi vào vườn chuối. Em ơi, nơi nào? Ồ, đây, trước mặt mình đây. Rồi, không biết là nó nghĩ là nó sẽ chạy được đến bao giờ nhỉ? Nó không biết là ô tô đi nhanh hơn là người chạy à? Hay sao mà nó cắm mặt cắm cổ nó chạy thẳng này? Rồi xong, thanh niên đã nhận kết đắng. Rồi, bây giờ thì bạn đã sẵn sàng về với quê cha đất mẹ chưa? Xong, headshot, ngã bật ngửa sau. Cái này gọi là sấp mặt lờ là có thật anh em ạ. Ok, mình nghe tiếng bước chân anh em ạ. Từ từ, mình rút cái xe ra đã không. Mình phải đi cái xe dấu khác đã không có chúng nó bắn nổ xe mình mất. Tiếc cái xe lắm anh em ạ. Đây, tạm cất cái xe ra đây đã. Đây, rồi giờ thì xuống. Nãy mình nghe tiếng chân bạn nào rất là gần anh em ạ. Đây để mình qua mình ngó xem sao. Đây trong nhà. Đang lút đồ như một vị thần. À ra rồi. Chắc thằng này là cái thằng bạn của cái thằng mình vừa húc xe đấy. Đủ mình lag kìa. Đừng bảo wifi chấm than nhé. Ồ sao nó lại vừa quỳ vừa bắn thế kia. What the fuck? Chết không nằm được xuống à? Thôi để mình cho bạn nhắm mắt buông tay vậy. Xong. Đã xong một hồi gọi là vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì cuối cùng thanh niên đã chịu buông đôi tay ra rồi anh ạ. Từ từ lại có tiếng chân. Mình sẽ chạy. Nãy nói thế thôi, nhìn thấy vác shotgun rồi. Cho nên là nó đã khôn đã chạy đến đây rồi nhá. Cầm shotgun thì gặp Nam tắt cầm. Bạn cầm shotgun gặp Nam cầm AK tắt điện luôn. Ok, fine. Nam rất là ổn. Nam thấy Nam chưa dùng shotgun nhiều lắm.
Nam thấy không vui vì điều đấy. Nam quyết định chạy bo. Ok xong. Đúng là mang cái xe ở đây cất sáng suốt thật đấy. Chúng nó mà thấy cái xe chắc bắn nổ cái xe mình. Ok, đi thôi. Mình cần kiếm gấp một cái xe xanh nước biển anh em ạ. Xe xanh là cây đi chậm quá. Không, căn bản là mình kiểu không thích với cái tốc độ chậm anh em ạ. Kiểu anh em biết rồi đấy, biết xem mình lâu thì cũng biết rồi. Quan trọng là tốc độ thôi, còn lại những thứ khác có hay không quan trọng anh em. Còn bọn này còn đi cả túc túc cơ. Nó vẫn còn cố chạy được cái tài chứ. Để mình lên ô tô mình đuổi nó xem nó chạy đi đằng nào. Nó cho túc túc leo bọn này khôn thế nhỉ, chúng nó cho túc túc leo núi. Cái xe này leo núi không được anh em ạ. Leo kiểu leo thì vẫn cố thì vẫn được thôi, nhưng mà nó chậm quá. Đây. Không sao, bọn nó chạy đi đâu thì chạy. Chạy đến chân trời cuối biển mình cũng đuổi theo bằng được anh em ạ. Bọn này nó có cái hình cái xe ở trên bản đồ mà, nó chạy đâu được. Ái chà chà, có thằng bắn mình kìa. Khu mưu mà tính đến thời điểm này vẫn có người á. Mình tưởng mình headshot xong thằng kia là hết người rồi chứ. Rồi, mình bắt kịp bọn này rồi. Rồi xong, các cu chết rồi con ạ. Xong hai cháu. Đi túc túc nghĩ chạy thoát được mình chứ. Nó nghĩ nó chạy đi đâu, ship đến một đống ba lô ba. Xịn quá, trời ơi, máu nước các kiểu. Thôi thế này thì đại gia rồi. Ok, 200 viên đạn xuống trường rồi, hơi thừa đạn rồi anh em ạ. Được cái đánh shotgun thì anh em không phải lo nghĩ đến cái chuyện đạn đóm của shotgun luôn anh em ạ. Đánh shotgun không phải lo đến đạn xuống. Shotgun là súng phụ của cái kia AK của AK với mình trong clip này mới là súng chính. Tha theo shotgun gần như là kiểu mình tha theo cho nó tự tin thôi. Chứ còn không thì súng chính mình vẫn bắn là shotgun mà, AK mà. Đây bây giờ quay lại tìm cái thanh niên vừa có thái độ lồi lõm khi mà mình đuổi theo thanh niên đôi bạn trẻ túc túc kia thôi. Vừa xong là có một thanh niên tỏ thái độ rất là đây bên cạnh mình. Từ từ. Hai thằng. Rồi chết tôi rồi. Từ từ. Núp vào sau. Mình phải tìm cách đánh lén thôi anh em ạ. Đù. Trời, may vai tí chết. Vai cả loa. Ok xong. Mày quay anh em ạ. Xém chết. May quá. Hóa ra thằng kia nó bị gục rồi anh em ạ. Mình tưởng hai thằng chưa thằng nào gục chứ. Quả đấy mình định núp ra sau mũi xe rồi mình bắn. Đợi cho hai thằng nó di chuyển ra đây rồi mình núp ra sau mũi xe mình bắn lên thì có lợi. Nó không bắn được mình. Đấy định dự định là thế. Ai dè thanh niên kia gục rồi mình bắn đại mà nó cũng chết. Ok. 4 máu cân hai thằng. Ô tô gần nổ. Mình ổn. Mình rất ổn. 9 mạng rồi. Chưa ra khỏi mưu đã giết 9 mạng. What the fuck. Clip này nghe có vẻ có mùi hên đấy anh em ạ. Có khi nào trận này lại không top 1. Thôi, không, chúng ta không được phép để điều đấy nó tồn lại trong đầu mình được. Ôi dồi, thính. Ôi trời ơi. Thằng phi công là thằng nào đấy? Sao mày thả thính khôn quá vậy? À, các ông AD Free Fire. Sao các ông còn chưa đuổi việc ngay thằng phi công này? Thả thính có tâm VL ra. Từ từ, mình xem có nhảy lên không. Không lên được anh em ạ. Thôi xác định mất cái thính này rồi anh em ạ. Không thể nào lấy được, mình đang muốn cái giáp 3 mới. Đu, đậu xanh. Két 3 xe rồi. Thôi chết rồi, đừng. Rồi may quá, mình tưởng mình nhảy ra khỏi xe là mắc kẹt vào tường thôi đấy. Là ngồi khóc luôn đấy. Thế nếu mà nhảy ra khỏi xe quả đấy mà mình mà kẹt vào trong tường, mình sẽ ngồi cả clip mình chửi rủa phi công cho đến khi mình bo giết chết thôi. Thì thôi anh ạ. Ok. Hiện giờ thì kế hoạch của chúng ta sẽ là xuống Bimasaki và xem có địch không, và đồng thời vứt cái xe này lại. Nếu mà mình tìm được cái xe khác mình sẽ vứt cái xe này lại. Phòng khi mà bây giờ bay một quả đạn lạc vào xe mình thôi phát thôi luôn đấy. Ok. Lượn thôi. Đây có thính ở đằng này này. Có thính auto có địch. Chúng ta cần phải tiếp cận nhanh anh ạ. Ta sẽ ra
Hàn gác kiểu gì cũng có xe thôi. Đây. Đây, từ từ. Đập. Thôi, cảm ơn chú đã phục vụ anh, nhưng mà bây giờ bạn có thể yên nghỉ rồi. À, cái xe của mình nó đã ra đi vĩnh viễn. Bây giờ mình sẽ lấy xe này đi. Đấy, đi thẳng chỗ thính, giết người thôi. Đủ, chỗ này nó từng có một trận tử chiến này anh em này. Và một team nó phải ngã xuống ở đây. Có vẻ có một anh hùng squad ở đây anh ạ. Nhìn có vẻ giống bãi chiến trường do mình gây ra. Nhưng mà rất tiếc là không phải của mình gây ra anh ạ. Nhìn thì giống sơ tai của mình đấy, nhưng mà không phải mình. Kiểu giết một người xong ở yên lại chỗ xác nó, xong đợi đồng đội nó đến rồi thôi. Pèng. Cả team bay theo. Đây, có vẻ là team này đã từng tử chiến với team kia đây. Bắn thế không chết á? 24 máu. May mà thằng này nó AFK không thì mình nghẻng rồi. Đây đây, nó... Ôi rồi, có một tên nữa. Rồi gục rồi. À ừ, chạy lên. Nó không hiểu bằng cách nào đó mà thằng này nó đang đứng. Thằng kia gục rồi nhá. Thằng này vẫn đứng im, AFK. Sau đến khi mình bắn gục nó thì đột nhiên nó bò lại. Bò trở lại anh ạ. Ủa, bắn thế không chết á? Bắn thế không chết á? Ba tên này, ghê gớm vậy. Bắn như vậy mà không chết anh em ạ. Sao cảm giác mình bắn shotgun nó phò thế nhỉ? Mình thôi nhá, mình không chê súng yếu, mình bảo là mình bắn phò nhá. Không có ông lại bảo bắn gà chê súng yếu. Tất nhiên, mình đang bảo là mình bắn phò, không phải là súng phò, ok. Lại nói thế cho nhanh không có ông lại. Mấy ông lại cứ phải tìm, mấy ông vẫn kiên trì vào tìm lý do để chửi rủa cái kênh mình. Không hiểu cứ cố tìm làm cái gì mà mình có quan tâm đâu. Mà thật ra không quan tâm thì mình đã không nói. Mà không hiểu các bạn cứ cố tìm những cái lý do để chứng tỏ mình chơi không hay để làm cái gì chứ? Để chứng tỏ các bạn chơi hay hơn à? Thôi, nói chung là kệ cái vấn đề nhá. Mình không quan tâm cái vấn đề đấy ở đây. Mà quan trọng bây giờ là đi loot đồ anh ạ. À thôi mà đầy 97% rồi, loot cái gì nữa. Nhưng vẫn phải ra hóng. Đây, xác nó đây. 4x. Đúng thứ mình đang tìm luôn. Đẹp dai rồi. Ok. I'm fine. Đi thôi. Đây, có lẽ mình sẽ bắn AWM anh ạ. Đây, clip này thì tạm thời anh em cho phép mình thử bắn AWM nhé. Bởi vì đây là thật sự là lần đầu tiên mình nghiêm túc bắn AWM đấy. Thật luôn. Trước khi gọi là làm một clip về AWM như anh em muốn thì mình cũng muốn bắn thử trước đã. Đây, băng đạn 2 đây. Có vẻ thi này đã xài AWM rồi anh ạ. À không, nó lắp băng đạn vào xong rồi nó thêm 2 viên. Đây đây. Bây giờ mình sẽ lấy top 1 được AWM nha anh em nhé. Không dùng shotgun luôn. Đây. À quên, không dùng xuống. À ừ, mình vứt shotgun mà. Đây, mình sẽ ra chỗ thính để đứng. Đây. À đủ. Đậu xanh. Cái xe rồi. Đủ. Ai rè đi đến đây còn mất cái xe ạ. Thôi mình sẽ ra cái thính kia. À, thằng này thái độ lồi lõm gì đấy. Từ từ. Con lợn này, thái độ lồi lõm này. Mình đang định chạy ra chỗ thính để lấy thì nó dám bắn. Lấy giáp thì nó lại bắn mình chứ. Từ từ. Đưa cái đầu đây. Giờ để mình đã cố hết sức mình bắn vào đầu nó để mình lấy cái giáp của nó rồi. Mình đã nhìn thấy nó mặc giáp 3 rồi anh ạ. Sời. Đúng luôn, giáp 3 này còn lành nguyên anh em ạ. Hai phát bắn quá chính xác vào đầu. Ok, mình ổn đấy. Mình rất ổn. Ai sẽ lên trên này, lấy cái thính này cũng được. Thính này ngoài bo rồi. À đủ, từ từ. À, thằng này tưởng mình chưa nhìn thấy nó. Ôi trời, bắn chưa được, AK đâu. À, đứng trên đấy mà tưởng mình không headshot được à. Thôi, bạn quá đen, AK nó giật đấy. Mình biết cách bắn AK mà. Khổ thanh niên. Tưởng mình ngáo ngơ chứ nị. Khổ, tội không.
Mặc dù bắn AVKM của đấy bắn trượt. Tiếng ô tô. Có thằng vào ô tô của mình à? Từ từ, phát nữa. Rồi ngu người rồi. Hô, được. Hai mạng. Easy thế nhỉ? Đây thanh niên này cũng có giáp 3, nhưng giáp 3 của mình cũng lành, không sao. Từ từ, còn một tên nữa anh em ạ. Còn một thằng cuối cùng thôi. Mình quan trọng mà. Đây. À, thằng này đang đứng đợi bo này. Ôi, bắn chưa rồi. Ôi, thằng này không. Á đù. Cái hậu quả của tội không đeo tai nghe khi mà chơi game ở đây chứ đâu. Chết không kịp ngáp. Mặc dù mình đã bắn một phát rồi đấy. Thôi xong, tội thanh niên. Rồi, ok, có lẽ là clip của mình sẽ dừng tại đây thôi. Có lẽ là clip sau thì mình sẽ cố gắng dùng AVKM nhé. Bye anh em.